Vâng, kính chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Vâng, hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một cái bộ mic rất là cao cấp của Shure. Đó là UGX10 hai la mã. Vâng, cũng có rất là nhiều bác cũng biết đến những cái dòng mic Shure rồi. Những dòng mic Shure thì cũng đã có tiếng từ trước. Vâng, dòng mic Shure này thì rất là nổi tiếng và đến từ thương hiệu của Mỹ. Thì như các bác cũng đã thấy, mic Shure thì từ khi mà ra những dòng Shure UGX8, UGX9 và UGX10 thì bây giờ cũng đã lên đến dòng mic Shure UGX20 rồi. Vâng, bên em cũng có dòng mic Shure UGX20 và em hẹn là các bác là video sau thì em sẽ giới thiệu đến các bác cái dòng mic Shure UGX20. Và vâng, video hôm nay em sẽ giới thiệu và chia sẻ một chút về cái dòng mic Shure UGX10 hai la mã này. Vâng, em vừa bóc hộp ra chiếc mic Shure UGX10 hai la mã. Vâng, đây là sách hướng dẫn sử dụng này. Vâng, em sẽ giới thiệu về đầu mic trước. Vâng, với đầu mic Shure UGX10 hai la mã này thì các bác có thể nhìn thấy phía trước đây. Đây là mã tên và mã của sản phẩm này. Các bác có thể điều chỉnh to nhỏ của mic A ở đây và các bác có thể chỉnh tần số lên, tần số xuống và các bác ấn vào đây là set. Ấn vào đây set và các bác soi cho tay mic vào trong chỗ chiếc mắt thần này. Bên nên em hay gọi là mắt thần, tức là cái mắt tia laser này thì tay mic nó sẽ tự động nó trùng với lại tần số của đầu mic đây và chúng ta sẽ hát được. Không thì nó sẽ không có sóng và chúng ta sẽ không hát được vì nó chưa được kết nối. Vâng. Và tương tự như vậy ở bên kênh B cũng như vậy thôi. Nó kênh A và kênh B nó thiết kế thì rất là giống nhau. Nó là một. Vâng. Và tiếp theo các bác có thể nhìn lại phía sau hộ em ạ. Đây, các bác có thể nhìn lại phía sau em đây. Đây, các bác có thể thấy đây là đường đường vào 13,5V 600A của DC input, tức là đường vào của điện, đường vào của nguồn điện. Vâng, và đây là anten. Anten chúng ta cắm anten vào để cho mic bắt sóng được xa hơn. Và cũng có rất là nhiều nhiều bác bảo là sao mic nhà tôi hát nó không nhạy, không bắt mic. Vâng, các bác để ý nhìn đằng sau giúp em nhé, nhìn đằng sau giúp em. Đằng sau đây nhà là thiết kế, nhà sản xuất cũng đã thiết kế những cái núm ở đằng sau đây để làm gì? Vâng, hai núm đằng sau đây là để chỉnh độ nhạy của mic. Đấy, các bác mà muốn mic nó nhạy, các bác cứ vặn lên. Vặn lên thì các bác hát nó rất là bắt mic và rất là nhạy. Vâng, nhà thiết kế thì cũng thiết kế cho chúng ta vừa cắm cổng, cắm được cổng Canon này. Cắm cổng Canon đây. Và các bác có thể cắm đường mic vào ở jack sau ly này đi ra và cổng Canon. Tôi này em kính mời các bác nhìn này qua cận cảnh một chút nhé. Vâng, như các bác cũng đã thấy bên trên này cũng có ghi những hình ảnh đó là rất là tiết kiệm pin và sóng khỏe và tự động tắt mở này đó, và tự động ngắt khi chúng ta không sử dụng, khi tay chúng ta không cầm vào, chúng ta để xuống
Tầm 5-10 giây là nó sẽ tự ngắt tiếng đi. Vâng, đây các bác có thể thấy Shure 100% và được sản xuất tại Đức. Đây các bác có thể thấy đây số đường, số những số đường và địa chỉ tại Đức và email, số điện thoại và mã của sản phẩm, mã lô mã của sản phẩm đó. Vâng, và bây giờ em sẽ giới thiệu đến các bác phần là tay mic nhé. Đây các bác có thể thấy tay mic rất là sang trọng. Đây tay mic thì đầu trung mic này thì rất là nhiều bác cũng phàn nàn mà là sao đầu mic nhà tôi nó bị han rỉ rồi là nó bị rỉ sét. Vâng, kính thưa các bác, đấy là cái tay mic nhà các bác, cái đầu trục mic này của nhà các bác nó bằng sắt, nó bằng sắt. Vâng, với dòng này thì nó bằng inox các bác nhá, nó bằng inox. Các bác cũng biết rồi, người ta hay bảo là muỗi đốt inox. Inox thì cho ra ngoài trời nắng phơi rồi là mưa dầm nhưng mà nó không bị han gì đâu. Đó, chỉ có sắt với thép thôi. Còn inox thì nó đặc biệt hơn, nó là thành phần kim loại đặc biệt hơn cho nên là nó không bị ấy, không bị rỉ sét. Vâng, các bác có thể nhìn thấy tai mic được thiết kế màu vàng và bóng đây, chống chảy chống xước các bác nhé. Đây chống chảy chống xước, chống chống bám vân tay luôn. Mùa đông các bác cầm vào thì nó không cũng không bị lạnh tay đâu. Vâng, các bác cũng có thể thấy đây là một cái tay mic smart. Vâng, và đây rất là tiết kiệm pin. Và tiếp theo là sóng rất khỏe, tự động ngắt, tự động tắt khi chúng ta không không sử dụng tầm khoảng độ 30 giây đến 1 phút là chiếc mic này nó sẽ tự động nó tắt hẳn. Và đây là tự động ngắt mở nhá các bác nhá. Khi các bác đặt xuống tầm khoảng độ 5 5 đến 10 giây, 5 đến 10 giây thì nó sẽ ngắt đi. Bóng đây nó không sáng nữa, nó sẽ ngắt tiếng đi. Và khi các bác cầm vào cái nó sẽ tự động nó sẽ lại bật lên. Đó. Chiếc mic này, những dòng mic này được cái nhà thiết kế cũng rất là đẹp mắt, chuyên nghiệp và những cái tính chuyên nghiệp và kỹ thuật nó cũng rất là cao. Vâng, đây là một cái dòng mic rất là thông minh. Vâng, như các bác cũng đã thấy là những cái dòng mic không phải là smart microphone nhá, thì nó sẽ không được như những dòng mic smartphone. Bởi vì sao? Bởi vì như các bác cũng đã biết, em ví dụ ngay ở tivi thôi, các bác mua cái tivi về nó là cái tivi smart. Còn có những bác mua tivi về nó không phải là tivi smart thì các bác thấy tivi smart thì bắt wifi này rồi là vào trong Google vào trong CH Play tải ứng dụng rồi là về chúng ta xem được các kiểu. Nhưng tivi không phải là tivi smart thì các bác muốn bắt wifi còn phải bắt qua đầu bấc đúng không ạ? Đó, nó hơn nhau là ở cái chỗ đó. Smart Smart nó là cái công nghệ số và những cái mic này nó cũng áp dụng những cái công nghệ số vào rất là nhiều. Vâng, video của bên Cốc Cốc Audio chúng em xin được khép lại tại đây và em kính chào các bác. Các bác nhớ đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những video những sản phẩm mới nhất từ Cốc Cốc Audio nhé.